Chào tất cả người nha, đã trở lại kênh HBK Gaming của mình. Đầu tiên mình sẽ cập nhật một vài thông tin khá là vui dành cho anh em nha. Thì ngày 1 tháng 8 này chính thức nhân vật râu trắng thời trẻ sẽ ra mắt nha anh em, quá đã luôn. Anh em nào mà fan râu trắng thì không thể bỏ qua nha. Thì nhân vật này sẽ quay bằng trái vàng, dự kiến là sẽ hệ đỏ nha anh em. Lại là hệ đỏ luôn em, game dạo này ra mắt hệ đỏ không luôn. Thì ý kiến mình á, mình nghĩ là ra hệ đỏ để đi cặp với Odin anh em ơi. Đấy. Tại Odin ra mà nếu mà solo đam vẫn thu Big Mom, nên khả năng là ra râu trắng cùng với hệ đỏ để đi cặp với Odin để trở thành chung trong nhóm hệ đỏ anh em. Đấy thì mình nghĩ vậy ha. Đấy, chắc là dùng để đi cặp rồi đó. Ok, thì anh em cũng biết rồi, sau khi mà có một nhân vật quay bằng trái ra mắt thì sẽ có một nhân vật quay bằng trái cũ đã ra mắt trước đó sẽ vào cái shop này để anh em mua nha. Thì nhân vật tiếp theo vào shop này đó chính là Katakuri. Đấy, anh em nào mà fan Katakuri thì anh em có thể giành trái rồi vô đây mua mảnh để lấy nha. Đấy, ok. Quả đã luôn, rất là hot nha. Thì một cái nữa, nghe thông tin á, là sau khi ra mắt râu trắng thời trẻ á, thì râu trắng thời già nha. Đấy, ông già sẽ được tặng miễn phí. Ngon lành chưa em, quá là hot luôn. Đầu tháng 8 này quá là đỉnh em. Hãy nói chung tháng 8 này sẽ cập nhật một phiên bản mùa hè gì đó, nên có rất là nhiều sự kiện hấp dẫn nha. Rồi, quay lại cái nội dung chính của video hôm nay. Đây, giờ mới tới nội dung chính nè. Nãy giờ là giới thiệu cập nhật anh em một vài tin tức thôi nha. Thì một vài anh em hỏi mình là có nên quay cái thanh niên này không nè. Này là gì? Bé lợn hả? Là lợn biển đúng rồi, lợn biển. Đấy, thì anh em hỏi con này tăng cái gì, với lại quay tốn hết bao nhiêu trái vàng nha. Thì bây giờ mình sẽ vào quay luôn để xem thử hết bao nhiêu trái vàng và xem thử em lợn biển này tăng cái gì cho ạc của anh em nha. Đấy, thì mình không ngại anh em mình đầu tiên thì mình khuyên anh em nên để dành trái nha, để quay rau trắng thời trẻ, đừng nên quay cái vòng này. Mình thì mình giàu anh em ơi. Đấy, trái rất là nhiều, thoải mái. Với lại thì bắt đầu tuần sau thì mình mở thêm dịch vụ nạp game nha. Đấy, hiện tại mình đã có thể nạp game được rồi. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Có phí nha. Đấy, có phí, phí nhẹ thôi. Chỉ dành cho anh em nào xài Android thôi nha. Đấy, còn nếu mà anh em nào xài iOS, iPhone á thì tự nạp được nha. Đấy, anh em cứ nếu mà xài iPhone á, anh em chuyển iCloud về Việt Nam. Còn nếu mà anh em ở Việt Nam rồi thì khỏi chuyển cũng được. Đấy, rồi anh em liên kết Momo hay là liên kết tài khoản ngân hàng Visa đó. Đấy, rồi anh em tự nạp thôi. Đấy, tại iCloud á, anh em không nên đưa cho người khác nạp dùng này kia nha. Đấy, tốt nhất anh em tự nạp. Tại iCloud rất là dễ, anh em tự liên kết rồi nạp thôi. Chỉ có Android á, khó nạp lắm. Anh em phải có một số tài khoản ở Trung Quốc thì anh em mới nạp được. Đấy, thì hiện tại mình đã mở dịch vụ nạp game dành cho anh em nào xài Android nha. Anh em nào cần thì bắt đầu đầu tuần sau anh em cứ inbox mình, mình sẽ báo giá các gói nha. Đấy, đây gói này thôi, quảng cáo tí nha. Đấy, rồi báo giá ok thì nạp thôi. Rồi, anh em nào cần thì bắt đầu tuần sau liên hệ mình nha. Rồi rồi, quay lại quảng cáo tí thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nha, xem thử có đáng hay không nha anh em. Xem thử lấy em này có đáng hay không nha. Đấy, bây giờ mình sẽ mua 5.000 trái vàng trước đi. Rồi, 25 vé. Để coi thử con đây. Lợn biển này sẽ 50 mảnh nha, cần 50 mảnh. Rồi, quay 2 lần mà được 10 mảnh rồi em. Ui. Đấy. Ok. Ôi, 30 mảnh thôi anh em ơi. Hết 5.000 trái vàng mà mới 30 mảnh á. Ui ui. Thôi giờ mình mua, sẽ mua thêm 4.000 nữa đi. 4.000 nữa. Đấy. Rồi. Chắc là 9.000 trái, tầm 9.000 trái đó anh em. Rồi. Ui, đúng luôn em. 51 mảnh luôn, là 9.000 trái. Vừa y luôn em. Hôi vậy là trung bình sẽ là 9.000 trái vàng anh em sẽ được bé lợn biển này nha. Rồi, mình sẽ mua. Ok. Thì cái em lợn biển này á không phải là thiền nha anh em. Đấy, không phải là thiền trong đây đâu. Để anh em tăng lực chiến này kia đâu. Nó chỉ đây để mình thoát ra cho anh em xem. Đấy, ra ngoài biển nè. Đấy, cái này anh em có thể đổi ở ngoài biển thôi. Đấy. Ok đây. Ok đây. Đây. Đây, anh em có thể ở đây mở lên. Qua chỗ một thiền nè. Đây, anh em chọn thiền nha. Đấy.
Rồi bây giờ anh em đi xuống dưới biển, xuống dưới biển nó mới xài được đó. Đây ok chưa? Đấy, vậy thôi đó anh em. Chiều 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 rồi đấy. Với lại em này khi anh em sở hữu thì cũng tăng chút lực chiến nha anh em, có tăng chút lực chiến đấy. Nói chung cá nhân mình thì quay cho anh em xem thôi. Nói chung anh em đừng nên lấy cho mình nha. Rồi, bỏ đi để dành trái quay tướng ngon hơn nha. Đấy, hơi phí nha. Lấy em này là hơi phí, tốn 9.000 trái, quá phí. Đấy, rồi. Nói chung thì video hôm nay ngắn gọn vậy thôi anh em. Mình sẽ kết thúc cái video này ha. Chủ yếu là cập nhật anh em cái thông tin mới thôi. Ok, đầu tháng 8 nha anh em. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và chia sẻ video giúp mình. Cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Bye bye.